À, dạ anh em nha, hôm nay mình rã thịt phụ tùng con máy 84 54 số không đời nha anh em. Rã thịt phụ tùng, máy tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ im không dụng hú. Mình rã thịt bán phụ tùng, anh em cần món nào alo em nha. Bây giờ mình báo giá cho anh em luôn. Cái máy này bộ lửa mình tháo bán rồi, máy này bộ lửa mình tháo bán rồi. Này mình rã thịt phụ tùng con này. Anh em cần món nào alo em nha. Máy là tình trạng là sơn xi zin đồng bộ, bao nổ im không dụng hú, đầu nồi chưa rớt nha anh em. Rồi mình báo giá nha, cặp lóc nha, nắp nồi nắp cá 400.000 nha, nắp nồi nắp cá 400.000 nha. Còn anh em nào mua lẻ, mua nắp cá là 300, nắp nồi 200 nha. Đó, nắp nồi là còn tem chữ nghĩa rõ ràng luôn, nắp nồi là có kèm luôn cái cây thâm nhớ nha. Đó, anh mua, anh em nào mua cặp nồi cá mình bán 400, còn anh em mua lẻ nắp nồi 200, nắp cá 300 nha. Đó, máy đầu lòng lên bông keo rất là đẹp luôn. Rồi, full đầu lòng dên, tặng cho anh em 4 cây đũa đầu, 4 ốc luôn. Full đầu lòng dên là mình bán luôn 4 cây đũa đầu, tặng cho anh em xin cam đầy đủ luôn nha anh em. Bao nổ em bao đủ thứ, cái bộ lòng này bán 1,5 triệu. Cặp lóc này mình bán 800.000 nha, cặp lóc 800.000. Bộ số luôn 2 cốt 1,3 triệu, bộ số luôn 2 cốt 1,3 triệu. Số rất là đẹp nha, bao anh em nè, chưa có một xí nào luôn. Bộ số 2 cốt 1,3 triệu. Full bộ nồi nguyên zin, mới rã máy lần đầu, bao không giọng hú, bao đủ thứ. Bộ nồi này mình bán luôn đầy đủ cần cốt, cùi chỉnh nồi ba chia đầy đủ hết là mình bán 800.000 cho bộ nồi này nha. Gắn được cho tất cả các dòng xe là 81, 86, 84, kích tùm, 83, nói chung là máy 50 là xài được hết. Đó. Bộ ốc đồ dụng là mình bán 200.000 nha, bộ ốc máy đồ dụng là 200.000. Rồi, anh em cần món nào alo em nha, 0933996332. Phụ tùng máy 84 54 số không đời. Đó. Máy đẹp nha.